là trước sau gì cũng thành tựu thánh quả. Thế mà những người này được sinh ra làm người mà suốt trong buổi giảng của Đức Phật thì ngủ gục gì? Thì quý vị hiểu rằng đó, cái phước lành chúng ta sinh ra được làm người, nhưng mà cái tập khí nó chi phối chúng ta rất là mạnh. Những cái tập khí đó trong Phật Pháp gọi nó là những kiết sử. Kiết là nó kết lại, sử là sai khiến. Những cái ma lực ở trong tâm chúng ta nó kết lại, nó thành ra một cái sức mạnh. Cái sức mạnh của những cái tập khí xấu nó sai khiến. Cái tập khí này không phải đời này chúng ta mới có, mà chúng ta chở đi từ tiền kiếp cho đến bây giờ. Quý vị có con cái thì quý vị sẽ thấy, hồi nhỏ khi mình nuôi nó thì mình cho nó ăn cái gì, nó mặc cái gì cũng được, trừ một vài đứa nó có cá tánh mạnh thì nó không chịu, còn hầu hết đều có thể uống nắng được. Nhưng mà đến cái tuổi nào đó, nếu mà mình cho nó được thoải mái đó, thì quý vị thấy là hễ ba đứa con là ba đứa khác nhau, mà năm đứa là năm đứa khác nhau, mà mười đứa khác nhau. Bởi vì những cái tập khí của nó được phát triển như ý muốn. Cho nên là có đứa thì hút thuốc, có đứa không bao giờ đụng tới. Có đứa thì uống rượu, có đứa không bao giờ đụng tới. Có đứa thì thích đánh bài, đánh đề, đánh giá số, vân vân, có đứa không bao giờ đụng tới. Cái tập khí của nó. Và ngay cả bản thân mình cũng có những cái tập khí phải nhìn cho ra. Nhìn cho ra cái tập khí nào là tập khí thiện lành để phát triển. Nhìn cho ra cái tập khí nào là cái tập khí mà nó trì kéo mình, nó làm cho mình thoái đọa. Mình có thể trở về cái cũ. Thí dụ như có người nói là tánh tôi nóng đó, tánh tôi sân đó. Có khi nào mình nghĩ rằng đó là mình từ con thú dữ mà biết làm điều lành, nay mình được làm người không? Và tập khí của con thú dữ đó còn đây. Có khi nào mình nghĩ rằng là đã có hàng ngàn kiếp mình ở trong địa ngục, và bây giờ mình đã thoát ra khỏi địa ngục, mình được làm người không? Và những cái tập khí mà thuộc về nóng nảy, tánh sân hận, tánh hung dữ, nó vẫn còn đây. Mình thấy không? Nếu mình thấy thì đừng bao giờ tạo cái cơ hội để cho nó phát sanh. Bởi vì nó phát sanh, nó sẽ dẫn mình trở về con đường cũ. Vì thế 500 kiếp làm côn trùng. Quý vị thấy tội ác của con người không? Người ta gọi là dũng cảm. Nhưng chữ dũng cảm này để trong mặt kép, mà phải nói là cái sức mạnh điên rồ của ma quỷ làm cho một người con gái 19 tuổi cài trong mình quả bơm, quỳ xuống để tặng qua cho một vị thủ tướng. Và khi vị này cúi xuống để nhận cái bó hoa thì cô bấm nút, là người cô tan ra, thịt xương rồi nó tan ra như những cái mảnh bụi vậy đó. Thì cái vị thủ tướng này cũng chết luôn. Vị thủ tướng này chính là Rajiv Gandhi. Khi chúng ta đến Ấn Độ, chúng ta đến cái căn nhà của bà thủ tướng Indira Gandhi, thì con trai của bà là thủ tướng Rajiv Gandhi đã chết trong trường hợp như vậy. Thì khi người ta liều chết để người ta đánh bơm, người ta làm cho bao nhiêu sinh mạng phải tan nát thành những cái mảnh vụn đó, thì quý vị biết là cái ác nghiệp này sẽ làm cho cái người đó khó mà sanh được làm người. Ra khỏi cái địa ngục, nằm trong cái địa ngục không biết bao nhiêu kiếp, ra khỏi cái địa ngục thì sẽ làm những cái loại côn trùng thấp kém nhất, phải ở trong những cái hang sâu ở dưới cái đất đó, phải bươn vào mà lẩn trốn ở dưới. Người ta không biết đó là cái ác nghiệp.
và người ta không thấy rằng cái đó là cái cực kỳ khổ đau. Vậy mà từ kiếp côn trùng đó được làm người thì chúng ta thấy là một cái nỗ lực hết sức là lớn. Vậy mà bây giờ tới cái giờ nghe pháp vẫn không thể nào để cái tâm của mình vào mà nghe cho đầy đủ được, nghe không có được, bởi vì quá nhiều cái kiếp sống đó, nó chìm trong cái bóng tối. Cho nên bây giờ mặc dầu được làm người, mặc dầu có cái viên ngọc trí tuệ ở trong tâm, nhưng nó vẫn bị che khuất, nó che khuất hết trong cái tâm tối. Cho nên là quý vị để ý như thế này, để ý mình, mọi người để ý mình. Có khi mình tụng kinh đó là mình ngủ, hồi nào không hay cái miệng nó còn đọc mà nó ngủ mất rồi, phải coi chừng. Cái thứ hai đó, họ không ngồi thiền thì thôi, mà ngồi vô là nó cứ gặp tới gặp luôn, nó chìm nắm vậy. Thì khi như vậy đó thì phải hiểu rằng là cái phước trí của mình còn yếu lắm. Thì như vậy khi chúng ta làm bất cứ cái điều thiện nào, chúng ta hành bất cứ hạnh phục vụ nào, thì chúng ta đều nguyện với cái tâm trong sạch mà con đã làm cái việc phước thiện này, kể ra với cái tâm trong sạch mà con đã hành hạnh phục vụ này, cho con có được trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy đó, lần lần chúng ta mở được, chúng ta vén được những cái bức màn u tối nó che khuất cái trí tuệ trong tâm của chúng ta. Cho nên là phải cố gắng, hàng ngày phải cố gắng. Mình tụng kinh xong, mình nghe pháp xong, mình có phước, mình hồi hướng cho người âm, hồi hướng cho người dương, và cầu nguyện cho chính mình với cái tâm trong sạch mà mình đã cố gắng để nghe pháp, để học pháp đây đó, cho mình có được đầy đủ cái phước báo trí tuệ để mình tiếp nhận được pháp lành, và để cho cái trong tâm của mình đó, cái sự sáng suốt ngày càng thêm sáng suốt, thì chúng ta mới thoát ra được. Còn không, những cái kiết sử, những cái tập khí ngủ ngầm từ vô lượng kiếp nó trôi chảy từ bây giờ, nó vẫn còn động lại trong tâm của chúng ta thành những cái pháp ngũ ngầm, mà bây giờ nó hiển lộ ra trong những cái thói quen hàng ngày của mình. Khảo sát những thói quen đó, từ trong cái ăn, từ trong cái mặc, từ trong những cái thọ hưởng, những cái dục lạc thế gian này, thì tất cả những cái đó lộ ra, lộ ra những cái tập khí tốt và những tập khí không tốt, tự mình sẽ nhìn thấy nơi này, nhìn thấy là phương bằng, nhìn thấy được là phương bằng. Phải chân thật với chính mình. Người ta có thể dối trá với toàn thể thế gian, nhưng đừng dối trá với chính mình, bởi vì dối trá với chính mình là thoái lưỡng. Cái gì mình tốt phải nhận ra tốt để phát triển, cái gì mình không tốt phải nhận ra không tốt để sửa đổi. Còn nếu chúng ta không nhận cái lỗi của mình, không nhận cái lỗi đến với chính mình để mà sám hối, để mà sửa đổi, thì những cái tập khí này khi thân hoại mạng chung đó, nó sẽ tái sanh theo con đường của nó và nó không có cho chúng ta trở lại làm người. Và nơi đây thì sư cô nhớ đã có giảng nhiều lần rồi. Đức Phật nói rằng khi chúng sanh sanh ra được làm người, mà lúc thân hoại mạng chung đó, mà được tái sanh làm chư thiên hay được tái sanh làm người đó, thì nó ít, cũng như một con bò chỉ có hai cái sừng thôi, còn tất cả đều là lông bò. Và Đức Phật cũng nói một lần thứ hai với một cái ví dụ khác. Thì Đức Phật nói này chư tỳ kheo, đất trong móng tay của ta đây nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều? Thì chư tỳ kheo mới nói là bạch Đức Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn rất ít, nhưng mà đất trên quả địa cầu này rất nhiều. Thì Đức Phật nói là cũng như thế đó, tất cả những chúng sinh được cái phước lành sanh ra làm người, nhưng khi thân hoại mạng chung
được tái sanh làm chư thiên hay được tái sanh làm người thì cũng ít như đất ở trong móng tay của ta. Còn đa số phải tái sanh xuống cảnh khổ nhiều như đất ở quả địa cầu này. Cho nên cái đường luân hồi của chúng ta kinh khủng lắm. Nếu mà mình không nhận ra những cái tập khí mà không có an lành nơi mình để mình sửa đổi thì cái đó không ai giúp mình được cả. Tự mình phải nhận ra, tự mình phải biết lấy. Và tại vì có khi cái người ta chỉ ra những cái tập khí không tốt lành của mình thì mình không chịu, mình không nhận, mình biện minh để mình che lấp đi, hoặc là mình vì tự ái, hoặc là vì sĩ diện, có khi mình còn giận người ta, có khi mình còn nói nặng người ta, có khi mình không thèm chơi với người ta nữa, và có khi mình nói xấu người ta, là bởi vì mình muốn bảo vệ này. Tất cả những cái điều đó không đem lại cái lợi ích cho chúng ta, mà chúng ta nên nghe cái lời chỉ trích của người khác để xem xét lại mình. Chúng ta nên tự mình tìm thấy cái lỗi của mình. Chứ còn nếu không đó, là chúng ta thích tìm lỗi của người khác. Bởi vì tìm lỗi của người khác dễ, tìm lỗi của mình khó. Nhưng nó phải nằm ở chỗ đó. Tìm được lỗi của người khác ta vui, tìm thấy lỗi của mình ta buồn. Tìm lỗi người khác vui thì sao? Tìm lỗi người khác vui tại thấy người ta xấu quá, mình cũng có xấu vậy, có nghĩa là mình đẹp hơn, mình tốt hơn, mình giỏi hơn. Nó làm cho cái ngã mạn của mình tăng trưởng lên, cho nên mình thích thú. Còn mình thấy lỗi của mình đó thì mình buồn. Mình nghĩ rằng là mình tưởng mình tốt vậy, tưởng mình giỏi vậy, quá ra mình không tốt bằng người này, mình không giỏi bằng người này, cho nên là phiền não đã phát sanh. Tất cả những cái đó là chúng ta bị trúng cái ngọn gió đời, nó thổi lóc trong tâm của chúng ta, làm cho chúng ta phải phiền não, phải đảo điên. Mà phải nhớ rằng chúng ta là người Phật tử, thể bất cứ lúc nào mà chúng ta thấy được cái tập khí xấu của mình là cái lúc đó phước trí đang phát sanh. Cái đó là cái mà chúng ta không nhận ra. Phải nhớ, thấy được lỗi của mình, thấy rõ ràng cái lỗi của mình là phước trí đang phát sanh. Và khi quý vị tu thiền Vipassana để đưa đến giải thoát thì cái thiền này nó có cái đặc điểm làm cho chúng ta đang cứ quan sát và thấy những cái pháp thiện trong tâm phát sanh đó, nó hiện ra như thế nào, thấy những pháp bất thiện hiện ra nơi tâm mình đó, như thế nào. Giống như chúng ta xem diễn viên trên truyền hình như vậy đó, để lần sau đó khi cái người diễn viên này xuất hiện là chúng ta biết diễn viên này là ai, là tên gì, đóng cái vai trò gì, biết liền. Và chỉ khi chúng ta biết rõ, khi chúng ta thấy rõ như vậy đó thì trí tuệ chúng ta phát sanh. Và như vậy đó thì những cái nhân vật này, những nhân vật thiện và bất thiện này, và đặc biệt là những nhân vật bất thiện này đó, khó mà diễn những cái trò mà chúng ta đây đó là nối kết vào, chúng ta đây đồng hóa vào để chúng ta cùng diễn một vai trò với cái pháp bất thiện đang phát sanh lên trong tâm. Cho nên việc chúng ta tìm hiểu chính mình, phát hiện ra những cái tập khí của mình, đấy là chính là cái bước đầu tiên đầy phước báo trên con đường tu tập của mình. Còn quý vị tu mà thấy lúc nào mình cũng tốt, lúc nào mình cũng giỏi, mà thấy như là mình đó, thành Phật rồi vậy đó, thấy tốt quá, giỏi quá. Nhất là ở trong khóa thiền mà ra đó, ra thì gọi là mục hạ vô nhân, tức là thấy người khác dở không bằng mình. Mình đây là bây giờ nó ở vào cái mức độ cao rồi, ai cũng còn nhiều lỗi lầm quá, người ta chưa biết tu là gì, còn mình đây là đạt được cái sự tỉnh táo, sự sáng suốt đó. Không có như vậy đâu, không có đâu, không phải như vậy đâu. Hãy cái phút nào mà chúng ta bình yên được, chúng ta thấy được những cái tập khí không có thiện lành của mình, thì cái phút đó chúng ta có cái phương. Còn cái khi nào đó mà nó che mờ đó thì ta với nó là một, và như vậy ta hành động
ta có cái lý do để hành động, ta có cái sự ngụy biện bên trong để hành động, mà cái ngụy biện đó nằm trong tâm tham và nó che phủ trong cái đời sống nội tâm chúng ta, chúng ta không nhìn ra. Và như vậy si nó khỏa lắm. Cho nên khi chúng sanh mà tái sanh làm súc sanh đó, thì trong ba cái pháp tham sân và si đó, thì cái si nó hiện ra mạnh nhất, che mờ nhiều nhất, cho nên mới tái sanh vào trong cõi của súc sanh. Cho nên quan sát những cái tập khí của mình để biết cái điều đó. Được Ngài A Nan hỏi thêm một câu hỏi nữa. Ngài A Nan mới hỏi đó, vì sao đó một cái người mà có 500 kiếp làm rắn, một người có 500 kiếp làm côn trùng, một người có 500 kiếp làm khỉ, một người có 500 kiếp làm chim tinh gia, vì lý do nào những người này không nghe được giáo pháp của Đức Bổn Sư? Thì Đức Bổn Sư trả lời thế này: Này A Nan, vì tham ái, vì sân hận, vì si mê, ba cái đó. Cái câu này sư cô thêm vô đây: vì tham ái, sân hận, si mê che khuất ở trong tâm. Và Đức Phật nói này: không có lửa nào bằng lửa tham ái, đốt cháy hữu tình, không chừa lại một chút tro. Vào thời kiếp quả, quả tai thiêu rụi toàn bộ thế giới, không chừa một tí nào. Nhưng lửa này chỉ cháy trong vòng 7 mặt trời và chỉ cháy trong thời tiết nào mà thôi. Còn lửa tham ái không lúc nào không bốc cháy. Cho nên ta nói không có lửa nào bằng lửa tham ái, không có kìm kẹp nào bằng sân hận, không có lưới nào bằng si mê, không có sông nào bằng ái dục. Sau khi nói xong cái thời pháp ngắn này, thì Đức Phật đúc kết lại thành câu pháp cú 251: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới si, không có dòng sông nào như ái dục. Bây giờ tất cả những cái này, tham, sân, si đều có mặt trong tâm chúng ta. Khi chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì ba cái pháp ô nhiễm này có mặt đầy đủ trong tâm chúng ta. Khi hiển lộ, khi ẩn tàng bên trong, khi hiển lộ mạnh mẽ, khi hiển lộ vừa phải hoặc yếu ớt, nhưng lúc nào nó cũng có mặt trong ta. Nó đã chở theo từ vô lượng kiếp cho đến nay. Đây cái tâm của chúng sinh ở cõi dục đây, ai cũng có đầy đủ cái con số này cả. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là cái cường lực của nó mạnh hay yếu thôi, còn về con số nó có hết. Đây là chúng sanh sanh ra trong cõi dục. Trong cõi dục thì chúng sanh có tất cả là 12 cái tập khí ô nhiễm, 12 cái tập khí xấu. 12 tập khí xấu đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và tất cả những chúng sinh sinh ra làm trong cõi dục mà được làm người đó thì có cái tập khí lành, đó là có 8 tâm thiện và 8 tâm quả thiện, ai cũng có cả. Và tất cả chúng sinh sinh ra trong cõi dục này đều có 17 tâm vô nhân, trong đó có 7 cái tâm vô nhân, tâm quả vô nhân bất thiện, và 8 tâm quả vô nhân thiện, và 2 cái tâm quả di tan. Đó là cái tâm của tất cả chúng sinh trong cõi dục. Bây giờ chúng ta nói những cái trạng thái tâm của chúng sinh trong cõi dục, là chúng sinh trong cõi dục mà chưa có nhập vào dòng thánh thì tất cả những chúng sinh này đều có 14 cái sở hữu bất thiện ở trong tâm, và đều có 25 cái sở hữu tịnh hảo, tức là những cái sở hữu tốt đẹp ở trong tâm.
Như vậy khi nào ở trong tâm của chúng ta mà cái âm thanh hiện lên đó, thì những cái sở hữu tỉnh hảo này cùng với những cái tâm thiện có mặt. Và khi nào cái âm thanh đi vắng thì cái khi đó đó, những cái con thú thuộc về tham sân si cùng với 14 cái pháp bất thiện này đây, nó phát sanh lên, thì khi đó con thú này nó hoành hành trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Những cái đau khổ, những cái buồn bực, những cái bất mãn, những cái tuyệt vọng, những cái sân hận, những cái dữ dằn, những cái mà hung hãn ở trong tâm chúng ta phát sinh lên. Và nó chính là những cái con thú đang thống trị cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và chúng ta phải cố gắng đó, nhìn nó cho ra. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ bị nó thống trị. Bây giờ chúng ta xem ba cái con thú này. Thứ nhất là con thú thuộc về tham. Cái thứ hai con thú sắc. Và cái thứ ba con thú thuộc về si. Sư cô chỉ nói một cách rất là vắn tắt như thế này để cho quý vị có thể hình dung. Như quý vị biết một cái định nghĩa rất là đơn giản mà sư cô vẫn nói trong lớp này hoài đó. Cái chữ tham đừng có hiểu trong đời thường đó, tham là cấp ăn trộm. Tham là cấp ăn trộm là thô, cái đó là thô. Mà cái đó không phải là cốt lõi của cái chữ tham trong đạo Phật. Mà cái cốt lõi của chữ tham trong đạo Phật đó, là mình ưa thích cái gì và mình dính vào trong cái ưa thích đó, không có nhả ra. Biết khổ vẫn không nhả ra, nhất định không nhả ra, thì cái đó là dính mắc. Và cái đó chính là cái trạng thái của tham. Bây giờ không giải thích nhiều mà nói về cái đời thường để cho quý vị hiểu, quý vị thấy rõ thôi. Thí dụ như bây giờ đó, một cái người mà họ thích rượu đó, thì dẫu cho cái người đó là bác sĩ gì nữa đó, thì tới cái cơn nghiền của người đó trỗi lên đó, thì người đó vẫn uống rượu như thường. Bởi vì hơn ai hết thì bác sĩ hiểu cái tác hại của rượu đối với hệ thần kinh, tác hại của rượu đối với cái lá gan của mình, đối với bao tử của mình, đối với toàn thể cơ thể của mình như thế nào thì bác sĩ biết. Nhưng mà khi đó cái cơn mà nghiền rượu nó khởi lên rồi đó, thì người này không còn biết gì nữa, chấp nhận hết. Đó là một cái trạng thái của tham, nó thống lĩnh nó trong tâm. Hoặc là những người đi vào con đường ma túy, thì dẫu là bác sĩ mà rơi vào con đường ma túy rồi, biết cái tác hại của nó như thế nào. Cái tác hại của nó là khi mà đã gọi là nghiền rồi, thì trong cái máu của người này, 10 năm sau khi cai nghiện hoàn toàn, đem thử lại thì vẫn độc tố vẫn còn ở đó. Đó là nói về mặt thể chất. Nói về mặt tâm á, thì những cái gì mà nó thọ hưởng được, những cái cảm thọ nó thọ hưởng được trong rượu, mà nó thích thú, thọ hưởng được trong cái ma túy này đó, nó thích thú, thì cái sở hữu tưởng của nó ghi nhận, đánh dấu được, và nó không có phai mờ. Chỉ là cái khoảng thời gian khi nó cay cái đó, thì những cái kia trở lại nó bị đẩy luôn thôi, nó nằm ở đó. Nhưng những cái dấu hiệu kia nó vẫn còn đó. Cho nên có người bỏ rồi quay lại mạnh hơn. Và người ta thích thú, thích thú trong những cái cảm thọ mà do ma túy đem lại, làm cho người ta cảm thấy là một cái đời sống người ta đó, giống như ở vào cái cảnh tiên. Mà tiên này gọi là tiên nghiền. Khi có thuốc thì nó thành tiên, mà khi không có thuốc thì nó thành tiên nghiền. Thì quý vị nhìn thấy tiên nghiền thì quý vị mới thấy nó tội nghiệp dường nào. Nó ngồi ngay cái đầu hẻm, quần áo thì bốc mùi lên, dơ dáng, nước miếng nước mồm chảy ra gì, nằm cứ vờ vờ gãy gãy khắp người. Thấy cái hình ảnh đó không phải là hình ảnh của con người, thấy không? Còn đây một thân người mà tất cả những cái dấu hiệu hiển lộ ra nơi cái người này đó không còn là một con người,
cái sự báo hiệu nó quá rõ ràng. Hoặc là quý vị thấy những người mê đánh bài, mê đề, mê cờ bạc, người ta thấy rõ đấy chứ, biết rõ đấy chứ, nhưng mà nó che mất, nó đắm chìm vào đó, nó không có thoát ra được. Và khi người ta chìm vào trong một cái trạng thái hưởng thụ, không phải chỉ có bấy nhiêu đâu. Nếu chỉ có bấy nhiêu đó thì chúng ta đây rất là hạnh phúc mà rất là mãn nguyện, cũng như đầy cái sự tự hào trong cái mãn hạnh chúng ta là tôi không có uống rượu, tôi không có cờ bạc, tôi không có ma túy. Nhưng đâu có bao nhiêu đó đâu. Quý vị cứ nhìn đi, mình thích cái gì thì mình có buông ra được không? Chỉ hỏi mình bao nhiêu đó thôi. Khi mình không buông ra được thì cái món đó thành ma túy của mình. Khi sư cô đi qua Úc thì người ta dán ở trên cái thư viện đó, rồi người ta cho mình một cái tờ rơi rồi. Thì khi sư cô đặt vô, sư cô mới thấy là nó giới thiệu đây là một cái trung tâm cai nghiện về game, tức là chỉ chơi game trên mạng mà nó trở thành nghiện. Và bây giờ là nó xác định đây là một cái bệnh của tâm, đưa vô trung tâm cai nghiện để mà cai nghiện này đi. Thì người ta tưởng là ma túy đó là cực kỳ độc, nhưng không, game độc hơn. Tại vì cái người khi mà nghiện ma túy mà lúc người ta không có tiền đó, thì người ta thấy đây không phải má của người ta, không thấy mẹ của mình, thấy cái đôi bông ở đây. Và vì cái người mẹ này đã không có lộn cái đôi bông đưa, thì người ta thấy có đôi bông, cho nên nếu không cho lấy cái đôi bông này thì có thể tàn nhẫn với cái người này để lấy cái đôi bông. Nhưng mà sau khi nó hút thuốc, nó hút hết đầy đủ rồi đó, thì nó biết rằng là nó đã phạm tội đối với mẹ, thì nó khóc, nó hối hận, nó thương mẹ nó. Chỉ có khi thuốc vào đó thì nó không còn là con người nữa, cho nên nó làm những cái hành vi không phải con người. Nhưng mà khi nó tỉnh lại đó, thì nó là con người, nó biết mẹ của nó biết hối hận. Nhưng một người nghiện game á, mà khi phạm vào cái tội ác đó, không có được sự hối hận, không có được sự hối hận, nó coi chuyện đó là bình thường. Thành ra cái nghiện về game á, là nó đầu độc trong cái tâm thức của người ta kinh khủng. Cho nên mới nói là không có lửa nào như lửa tham. Và cái lửa tham này nó là cái gốc để nó hiển lộ ra một cái trạng thái tâm thức thứ hai, mà nó như là một cái đồng tiền, nó có hai mặt. Một cái mặt chúng ta để ở phía trước và cái mặt ở phía sau, lật qua lật lại đó là một cái mặt sau của nó thì cái mặt sau của nó là sự đau khổ, là sự hung hãn, là sự tàn bạo, là sự dữ dằn, là sự âu sầu, sự tuyệt vọng. Và cái đó gọi là tâm sân, từ cái sân thường cho đến sân độc cho đến sân ác, nó là cái mặt thứ hai của cái tâm thân. Cho nên mới nói là không có ngục tù nào bằng lòng sân. Chính khi những cái tham dục bốc lửa lên chừng nào thì nơi đó nó tạo nên một cái trạng thái tâm thức thứ hai, nó thiêu đốt ở trong tâm nó hai ngọn lửa. Cái ngọn lửa của dục vọng nó bốc lên, nó làm cho cái chúng sanh này đó bị thúc đẩy phải điên cuồng hành động. Một ngọn lửa thứ hai, đây là cái ngọn lửa của địa ngục, khi nó bốc lên đó, nó làm cho cái chúng sanh này bị nung nóng, bị bất ổn, bị hành hạ suốt luôn, khó thoát ra được. Bởi vì khi những cái chúng sanh này hành xử bằng cái tâm tham, nó có sự mê muội, sự che khuất ở trong tâm. Và khi đau khổ như vậy, cũng không biết đường để mà đi ra, cũng không thấy cái gốc rễ của nó để mà thoát ra được. Cho nên một lần mê muội thứ hai che khuất ở trong tâm,
Do đó mà những cái chúng sinh này quằn quại trong sự đau khổ của mình. Một cái bài kinh pháp cú nữa để cho quý vị nhìn thấy cái chuyện nó rất là đơn giản mà người ta không nhìn ra và người ta tạo đau khổ cho mình. Có câu chuyện nói về cái ác ở trong cái sự thọ thực, mà cái người thọ thực này đó thấy nó là bình thường, thấy nó không có gì là ác độc cả. Cái thời Đức Phật có một cái người làm cái nghề giết bò, bán thịt bò. Thì mỗi ngày như vậy đó, ông ta đều giết tối thiểu một con bò. Và khi giết cái con bò đó, rã thịt ra đó, thì ông ta giữ lại cái phần thịt nào ngon nhất của mình để ăn, còn bao nhiêu thì đem bán. Thì mỗi ngày đều như vậy. Và giờ ông ta biết rằng nếu mà không có thịt thì ông ta không có ăn cơm. Thì hôm đó nó cũng như thường ngày đó, cái ông ta chừa lại miếng thịt, thì chiều cái người vợ đó đem cái miếng thịt bò đó ra làm thức ăn buổi chiều cho ông. Thì có một người hàng xóm đi qua nhà của bà mới nói rằng là bà còn thịt không, bán cho tôi một miếng rồi, tại vì nhà tôi đang có khách mà không có thịt để đãi khách. Thì bà vợ của cái ông đồ tể này nói là thịt hết rồi, chỉ còn có một miếng á, là để cho ông chồng tôi, bây giờ ông đi tắm rồi, tôi phải làm thức ăn cho ổng rồi, muốn thì hỏi ổng chứ tôi không dám, bởi vì không có thịt thì ổng không ăn. Thì ông hàng xóm này ổng nghe vậy ổng suy nghĩ, ổng nghĩ là nếu ông này ổng đi tắm vô, đời nào ổng bán lại cho mình miếng thịt đó, tại vì ổng thích ăn thịt mà đời nào ổng bán mình, cho nên là ông này không có nói vậy đó, ông này thò tay lấy miếng thịt đi về mất tiêu. Thì cái bà vợ chân hững không biết làm sao. Thì khi cái ông chồng đi tắm vô nữa thì bà vợ dọn cơm lên, thì ông liếc trong mâm cơm thấy không có thịt, ông hỏi thịt đâu rồi, tại sao nấu ăn có thịt sao tôi ăn cơm được. Thì bà mới kể cái chuyện đó ra. Thì ông nói được rồi, để tôi đi kiếm thịt về ăn. Thì mới xách cây dao đó, ông đi ra phía sau nhà, bởi vì phía sau nhà có cột cái con bò, để khuya nay dậy đó thì ông mới giết con bò đó để rã thịt ra bán. Thì khi ra như vậy đó, ông mới thò tay vô miệng con bò, nắm cái lưỡi ông kéo ra, cắt liền cái lưỡi, đem vô và ông nói vợ ông ấy để trên bếp nướng, làm lẹ cho tôi ăn cơm. Thì bà vợ mới để cái lưỡi bò lên bếp nướng, nướng xong rồi mới sắp ra chồng ăn. Thì khi ông ăn cái miếng thịt bò vô tới trong miệng rồi đó, thì quý vị biết không, là cái lưỡi của ông đứt làm hai, nó văng ra ngoài và máu trào ra trong miệng ông, trào ra như vậy. Thì ông bò lăn dưới đất, ông rống lên thảm thiết, rống cho đến cái giờ ông chết mà thôi. Và sau khi chết rồi thì ông tái sanh xuống địa ngục. Đó là câu chuyện thứ nhất. Quý vị thấy khi người ta ăn không? Người ta tạo nên cái ác gì mà người ta thấy bình thường. Quý vị thấy người ta bán lẩu cá kèo, cá kèo khỏi là để cá kèo tươi vậy đó, thì cái lẩu nó sôi sùng sùng như vậy đó mới thả cá kèo vô. Cái người bán ác đã đành, người ăn còn ác hơn. Tại vì mình thích ăn như vậy cho nên người ta mới bán như vậy. Chứ nếu mình không thích ăn như vậy người ta không bán như vậy. Hoặc là vô đầm sen đó, quý vị thấy là người ta để một cái ao nó nuôi tôm, ngồi đó mới câu tôm lên, xong cân rồi đàng hoàng thì để con tôm sống như vậy, chế bia vô luộc nó nhảy tưng tưng lên, và như vậy mới ngon. Và người ta có nhiều những cái món ăn mà người ta thấy cái sự đau khổ của chúng sinh khác là bình thường. Chúng ta thấy máu từ trong cái con cá nó chảy ra, ta thấy đó là máu cá. Nhưng ta thử cắt cái da của mình, cái máu chảy ra có khác gì cái máu cá? Đâu có khác. Và khi người ta đập đầu con cá nó dãy tê tê lên á, mà nếu có ai đập đầu mình đó thì mình dãy y như vậy. Người ta không nhìn thấy rằng đó, cái cõi súc sanh và cái cõi người đó là cái con đường đi qua đi lại trong cái luân hồi, nó đi qua đi lại. Tại sao? Tại vì lục căn nó có đầy đủ, nó còn kiếm, nó đang bò bò bò, dù gì đấy tay chặn lại nó biết tránh đi ngọn không.
bất cứ cái con vật gì mà nó có hơi thở thì nó đều biết bảo vệ mạng sống của nó và nó sợ hãi. Chúng ta cũng như vậy, chúng ta bảo vệ cái mạng sống chúng ta, chúng ta sợ tất cả sự hiện diện. Cho nên mắt chúng ta thấy long nguy thì chúng ta lẩn tránh, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, ý chúng ta hiểu biết, thì tất cả những con vật lục căn có đầy đủ, chỉ khác nhau một cái hình thể. Khác nhau hình thể tại sao như vậy? Là bởi vì những cái ô nhiễm nơi những cái chúng sanh nó sanh ra với cái hình thể thấp kém như vậy là do những cái pháp ô nhiễm của nó chiếm lĩnh nhiều quá. Còn chúng ta sinh ra được làm người là do những cái pháp ô nhiễm của chúng ta ít hơn nó, pháp thiện chúng ta nhiều hơn. Như vậy chúng ta đã gieo xuống cái ác nghiệp là chúng ta giết những cái chúng sinh khác để nuôi mạng sống của mình. Thì cái việc này là cái việc mà chúng ta tạo nên cái quan trắng và làm tăng trưởng cái tham như cái sân của mình mà chúng ta không nhìn ra. Chúng ta có biết đó là con đường thoái đọa của mình bằng con đường ăn uống không? Quý vị nào coi cái bộ phim tư liệu gần đây đó thì người ta có nói thế này: hiện nay một cái tảng băng cực lớn ở cái vùng Bắc Cực nó đang từ từ nó trôi xuống, và từ 5 đến 6 năm nữa nó sẽ có mặt ở Biển Đông và nước ở Biển Đông dâng lên. Tất cả những cái xứ sở nào mà có liên quan đến biển đó thì nó sẽ ngập lên. Riêng tại Việt Nam mình đó thì chỉ còn có cái dải Trường Sơn mà thôi, còn cái vùng mà nó quay ra cái Biển Đông nó nằm trong cái ngập lụt. Và quý vị coi trên bản đồ, quý vị thấy Thái Lan là cái chỗ Bangkok, cái biển nó chỉ sâu vô con chút xíu thế này, mà quý vị thấy nó ngập 3 tháng, bây giờ có chỗ rút, có chỗ chưa rút. Thái Lan rất là gần với chúng ta. Thì chúng ta thấy là cái nạn này nó tới rồi. Và trong cái đó nó phân tách rất là kỹ, nó nói chừng nào chúng ta ăn chay thì chúng ta cứu được cái mặt đất này và chúng ta cứu được sinh mạng. Còn nếu chúng ta còn ăn thịt của gia súc thì chúng ta phải dùng cái ngũ cốc mà chúng ta đang hiện có để cứu 1.2 tỷ người trên thế giới này khỏi cái đói khổ đó, để mà chúng ta đổi cái sự đói khổ của người khác vì thiếu ngũ cốc để nuôi thịt mà thỏa mãn sự ăn uống của mình đó, thì cái đó là tai họa nó đang từ từ tiến tới và khó mà thoát ra được. Và những cái gì mà người ta nghĩ rằng đó là nó xảy ra chỉ có 5 phần thôi, thì cái chuyện động đất ở bên Nhật Bản nó xảy ra tới gấp 10 lần cái đó như vậy. Tích tắc chỉ trong 3 phút đồng hồ thôi thì 3 cái thành phố đó nó trôi ra biển, nó không còn gì cả. Cho nên đừng có tưởng chỉ một cái ăn thôi mà chúng ta không có thoái đọa, chỉ một cái ăn thôi mà chúng ta hay đó là không tạo nên ác nghiệp. Và hãy nhớ thế này, thì khi mình ăn thịt thì người ta mới giết súc vật để cung cấp cho cái ăn. Người ta làm cái con vật đó, người ta lấy thịt bán cho ai? Bán cho người nào ăn. Và như vậy cái cộng nghiệp sát này có mà. Có một cô đó, cô bị ung thư và cô là năm nay là cô chữa trị được 1.5 năm rồi, thì trong bệnh viện có nói là cô sẽ quá trị cho đến 5 năm. Thì cô có nói thế này: bây giờ con theo dõi thì con thấy có một cái chuyện lạ thế này, thế ngày nào mà con ăn thịt cá nhiều đó, người con nhức dữ lắm, có khi chạy xe Honda đó nó có cảm tưởng như ai lấy một cái cây nó đập vào trong cái vùng bệnh hoạn của mình, nó đập xuống một cái là con bủn rủn tay chân đó. Nhưng mà khi con ăn chay đó thì con thoát. Thế nói đúng rồi, tại vì cái bệnh ung thư nó là quả của nghiệp sát. Cho nên bây giờ mình còn tiếp tục
ăn mặn nữa thì mình còn dính tới cái nghiệp sát, thì đương nhiên nó phải phát sanh. Bây giờ ta nghe câu chuyện thứ hai cũng thuộc về ăn uống. Đây là một cái người không có làm nghề buôn bán thịt, mà người này thích ăn thịt heo mọi. Cho nên nhà ông ta mới nuôi những cái con heo mọi, nó chắc thịt để ăn. Và khi mà ông ta làm thịt cái con heo mọi, ông ta nói có một cái bí quyết mà làm cái thịt heo nó ngon vô cùng. Cái bí quyết đó là cái khi ông làm thịt con heo đó, thì ông mới treo cái con heo đó lên. Rồi ông ta đầu tiên đó, ông ta mới dùng cái cây đó, ông ta nại cái miệng nó ra, cán cái miệng nó ra. Rồi ông ta chế nước từ trong miệng nó chế thẳng, treo nó lên vậy, chế miệng vậy. Thì tất cả những cái phần dơ ở trong ruột già, ruột non đó là nó đi ra ngoài. Thì khi mà chế nước lạnh rồi, thì về sau bắt đầu chế nước nóng vậy. Chế để lọc sạch hết từ đó. Thì con heo nó phải chịu một cái cực hình gì đó. Thì sau đó ông ta mới giết, ông ta cạo lông con heo. Rồi ông ta lấy cái phần ngon ông ta ăn, còn cái phần lại thì ông ta bán. Ông ta không phải buôn bán thịt, nhưng mà vì phần đó ăn không hết thì ông ta bán. Cho đến cuối cái cuộc đời của ông ta đó, trước cái giờ lâm chung đó, thì trong 7 ngày như vậy đó, là ông ta bò ở dưới đó và rống lên như là thọc với heo vậy. 7 ngày như vậy đó, là bò trong cái căn nhà của mình rống lên cho đến giờ chết mà thôi. Và khi cái câu chuyện này sư cô nghĩ là nó chỉ có trong kinh điển thôi, nhưng mà hiện tại nó vẫn còn. Rất tiếc là không dám nói cái chỗ đó ha, nhưng mà hiện tại vẫn còn, và người ta ăn bằng cái cách thức đó vẫn còn. Và cái ông này sau khi chết rồi đó là đọa vào địa ngục, vì thấy cái ăn thì một cái ăn thôi là đủ đưa người ta vào trong cái đọa, bởi vì cái ăn đó nó ác. Bây giờ thì người ta còn ác hơn những cái này nữa, bởi vì đã biết cái gì người ta ăn thịt khỉ. Và cái ác trong tâm của ma dương đó là nó thích thú khi mà nó ăn cái miếng đó, nó phải thấy cái máu tươi, nó thấy cái sự run rẩy, cái sự sợ hãi, cái sự thống khổ của chúng sinh khác, thì những cái lạc thú nơi đó càng tăng cao. Nên quý vị thấy người ta mang cái hình thể một con người, nhưng mà cái tâm của người ta là cái tâm của ma quỷ. Bởi vì ma quỷ thích cái sự khổ đau của người khác. Ở đây người phụ nữ phải nhận thức ra điều này. Khi quý vị có gia đình, quý vị sống với một cái người thích hành hạ mình, thích đánh đập mình, cái gì cũng chửi được, cái gì cũng đánh được, cái gì cũng làm cho mình phải khổ sở, phải khóc lóc, phải điêu đứng, thì người ta mới vui vẻ, mới hài lòng. Thì phải nhận cho ra đó không phải là người hôn phối của mình, mà cái đó chúng ta đang sống với ma dương. Và đây là ma ám, quỷ ám trong đời của chúng ta. Phải có cái can đảm để tỉnh táo, không chúng ta sẽ tạo ra ác nghiệp. Ác nghiệp tạo ra chỗ này, ở chỗ đó là chúng ta che khuất mình bằng một cái lời nói, bằng cái suy nghĩ, mà cái lời nói suy nghĩ đó là nguy hiểm. Người phụ nữ đó nói đó, tôi muốn cho con tôi có nhà, tôi không muốn phá vỡ một cái gia đình. Thật sự con mình cần một người cha như vậy không? Hãy hỏi con mình, con có cần một người cha như vậy không? Như vậy cái gì khuất lấp ở trong tâm của mình để mình áp bức những đứa con của mình phải chịu đựng một cái người ma dương, hình thể một con người nhưng cái tâm là ác quỷ mà. Trẻ con nó nhận ra rõ lắm, biết rõ lắm. Hãy hỏi con mình tâm tối, con mình không có tâm tối.
sự đó thì mình thoát. Còn không á, cả một cái kiếp sống của mình phải quằn lưng xuống để mà chịu đựng. Và đó chính là sự nhẫn nhục, không phải là sự nhẫn nại, vì nó không có trí tuệ. Và đó là con đường thoái hóa. Cho nên chúng ta nhận cái quả và chúng ta có quyền xử lý cái quả để thoát. Nên phải có sự sáng suốt, nhận ra cái sự ma quỷ trong tâm của mình, nhận ra cái ma quỷ trong tâm của người khác, để biết rằng khi chúng ta sống chung với cái người này đó, cái người này làm cho các ông thánh của chúng ta có điều kiện để mà ông hiện diện hoài, hay là chúng ta sống như cái người mà làm cho đó ma quỷ trong tâm chúng ta phát sinh, phải xem lại. Và đây, khi chúng ta thấy được cái điều đó, chúng ta mới đúng là người con Phật. Còn bằng không đó, chúng ta đến chùa, chúng ta tu niệm Phật, chúng ta tụng kinh là để lãng quên, để được chúng ta trở về trong cái đời thường, chúng ta bịt mắt chúng ta lại bằng những cái câu kinh để chạy trốn, chứ không phải giáo pháp này để khai thị cho chúng ta nhìn thấy rõ đó, đây là đời sống của ai, của cái gì, tâm gì đang quản lý cái đời sống chung này, nhìn cho rõ. Còn không chúng ta sẽ rơi vào con đường thoái hóa. Quý vị rất là đa dạng. Mới nói có một cái ăn không là quý vị đã thấy một cái đơn cử rất nhỏ thôi mà nó thoái hóa đến như vậy. Còn nhiều thứ nữa đâu có kể. Bây giờ thời giờ thì để ít rồi, kể thêm một cái chuyện nữa. Mà cái chuyện này đó là hầu hết chúng ta đó đều dính ở cái chỗ này đây. Thì vị này đó trước khi đi tu đó là sinh ra trong một cái gia đình quyền quý, nhưng mà cái tâm xuất gia của vị này rất là mạnh, cho nên là xuất gia vào trong tăng đoàn. Thì trong cái mùa an cư kiết hạ đó, thì vị này được cúng dường một cái tấm vải tám thước để mà may y. Thì sau mùa an cư kiết hạ đó thì vị này mới về thăm nhà, đem theo cái tấm vải và đưa cho cái người chị mình xem. Thì cái người chị đó khi thấy cái tấm vải thô như vậy thì mới nói ở trong lòng mình á, mới nói là em trai của ta đó là một cái người giàu có, mà cái tấm vải này quá thô, làm sao xứng với em trai của ta được. Cho nên ta sẽ làm cho cái tấm vải thô này đó trở nên một cái tấm vải mịn màng đẹp đẽ để xứng đáng với em trai của ta. Cho nên là cô này đó mới đem cái tấm vải đó đưa vào trong cái gối để giả, và sau đó nó tháo ra rồi giặt lại. Sau cả tuần làm việc như vậy đó, thì khi cái vị tâm này trở lại, cái vị tâm này đi tìm người để may y, thì khi trở lại đó thì người chị mới đưa một cái tấm vải rất là mịn, rất là đẹp, đưa ra cho vị tỳ kheo Tích Xá này. Thì vị này khi thấy cái tấm vải đẹp đó là không nhận, mới nói rằng là cái tấm vải mà hôm trước đó đưa cho chị là tấm vải thô, còn cái tấm vải này nó không có đúng cho nên không nhận. Thì cái người chị mới kể là, mới nói là chị đã làm cho nó đẹp đẽ như vậy đó, bây giờ để dâng lên cho sư. Thì vị này hoan hỷ nhận cái tấm vải đó về Tinh Xá và kiếm người để may cắt. Thì trong cái thời gian may cắt đó thì cái người chị mới nấu cơm nấu nước đem vô cho cái người may đó ăn, mà có cái thì giờ may cái tấm áo cho vị sư. Và sau khi may cái y xong đó thì vị sư này đó rất là vừa lòng, đẹp ý lắm, thích cái y đó lắm, xếp lại cho phẳng phiu và nói trong bụng đó là sáng mai mình sẽ đắp cái y mới và đẹp này. Nhưng mà cái ước nguyện đó không thành, bởi vì đêm đó vị này bệnh và đột ngột qua đời. Thì khi mà qua đời xong đó thì cái y chưa được mặc, cho nên là tái sanh liền thành con rắn ở trong cái y đó. Thì sau khi quả tán xong cái vị tăng này đó, thì về tất cả những cái đồ dùng của vị tăng này đó là đem ra quân tăng hết, tức là chia đều hết, ai không có cái gì thì nhận cái đó.
Thì đến khi á, là những vị đó mới bàn nhau đó, là ai không có y thì nhận y của vị tích xá này. Thì có con rận nó nằm ở trong cái y đó, nó mới la lớn lên. Nó mới nói là mấy ông như vậy là ăn cướp cái y của tôi rồi, phải không? Y của tôi mà đem ra chia là giành giật làm sao? Thì khi đó Đức Phật ngồi trong hương phòng, Đức Phật nghe và Đức Phật thấy hơn. Thì Đức Phật mới dạy Ngài A Nan. Đức Phật nói, này ông A Nan, ông đến cái chỗ của Chư Tăng đó, ông nói rằng tất cả những cái vật dụng của tích xá đó, của tỳ kheo tích xá đó là không được quân tập. Phải chờ 7 ngày sau đó mới được quân tập. Thì cho đến 7 ngày đó con rận này nó chết. Con rận này nó chết thì mới đem ra quân tập, tức là ngày thứ 8 mới đem con quân tập. Thì lúc đó đó Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật đó là tại sao đó là phải chờ cho cái con rận này nó chết, không có hỏi con rận mà nói là tại sao phải để 7 ngày mới quân tập. Thì Đức Phật mới nói rằng là bởi vì cái con rận này nó sống được 7 ngày. Nếu mà quân tăng trước 7 ngày đó, thì khi mà một vị tăng nào nhận cái y này đó, thì cái con rận này nó sẽ phản đối kịch liệt. Và khi nó phản đối mà cái tâm của nó hung tợn như vậy, nó nói bậy nói bạ như vậy đó, thì nó sẽ bị đọa địa ngục. Cho nên là phải chờ cho nó hết cái kiếp rận của nó rồi đó, thì cái món này mới quân tăng được. Vì thấy một người từ bỏ hết sự giàu sang sung sướng của mình để mà đi vào tăng đoàn, mà cuối cùng đó trước cái giờ chết không mặc được cái tấm y như ý của mình đó, mà phải hóa thành cái con rận mà sống trong cái y đó 7 ngày và vẫn bám vào trong cái y đó. Thì huống chi bây giờ đó mình giàu quá. Giàu quá là cái phước, nhưng mà cái phước này không biết đó thì nó duyên với cái tai họa. Bây giờ mình có một cái gia đình hạnh phúc, đó là phước. Nhưng mà nếu mình không biết đó, thì cái giờ mình lâm chung đó, thì mình biến cái phước này thành tai họa. Cho nên người ta nói đó, là cái phước thiện đó, cái pháp thiện đó, nó có thể duyên với pháp bất thiện. Cho nên phước tại đó, rồi nó đi thoái đọ cùng tại đó. Có một cái y thôi, mà phải làm cái kiếp rận trong 7 ngày. Như vậy quý vị có bao nhiêu áo đẹp ở trong tủ, bao nhiêu giày đẹp, bao nhiêu nữ trang, bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu đất đai, bao nhiêu vàng, bao nhiêu ngọc, rồi bao nhiêu người thân yêu, rồi bao nhiêu sự thành công ở đời, bao nhiêu cái sự yêu mến và kính trọng của người khác. Thì tất cả những cái thứ đó nếu mà chúng ta không thoát ra được đó, thì nó sẽ đè bẹp chúng ta xuống. Và khi chúng ta nhắm mắt rồi thì thành rận cũng có phước, chứ thôi nó thành ma, nó lợn giỡn đó hoài. Thành rận nó có 7 ngày, chứ thành ma đó 7 kiếp nó vẫn còn lợn giỡn đâu. Nó sống cả ngàn năm á, nó vẫn chưa có phôi phai kiếp ma của nó. Cho nên bây giờ quý vị mà biết con đường tu rồi, thì quý vị hiểu được những cái ô nhiễm của mình đó, nó hiện ra trong cái thói quen của mình, trong cái thói quen của sự thọ hưởng những dục lạc ở thế gian này. Cái thói quen đó nằm trong việc chúng ta ứng xử trong đời sống, đối nhân xử thế của mình, nó nằm trong cái thói quen, nằm trong cái khuynh hướng của mình. Mà chúng ta thấy ra được những cái điều này, chúng ta sửa đổi. Sửa đổi rất khó, không phải dễ. Nhưng mà sửa một ngày một chút, sửa một ngày một chút, nhận thấy rõ cái gì để sửa. Đầu tiên phải nhận ra rõ, rồi mới sửa. Còn không nhận ra rõ, không có sửa được. Cho nên đừng có bao che mình. Người ta nói đêm thì nằm gác tay lên trán để mà suy gẫm về một ngày qua đó, mình đã làm được, mình đã nói được, mình đã nghĩ được cái điều làm này. Thì đề nghị quý vị gác luôn cái chân lên trán luôn để mà cho nó tỉnh thức thêm nữa đó.
để mà suy gẫm về những cái tập khí không lành. Không phải thấy những tập khí không lành của mình để khổ đau, không có. Cũng như quý vị thử nghĩ nè, một người rất là đẹp, một giai nhân, một hoa hậu. Bây giờ các ông bác sĩ cũng nói nè, cô có là hoa hậu thế giới rồi nữa, cô có là đệ nhất phu nhân nữa, thì cô nên nhớ rằng đó, trong cái ruột già của cô có phân, trong cái bàng quang của cô có nước tiểu. Cô hoa hậu này với đệ nhất phu nhân này giận lắm, người ta toàn là ca ngợi sắc đẹp của mình không đó. Mà bây giờ đó, ông để đưa cái phần đó ra để mà nói, thưa quý vị, ô nhiễm trong tâm chúng ta là chính nơi mình có cái phân đó, có nước tiểu đó. Đấy, nó đưa ra không đúng lúc, không đúng chỗ đó, thì mình cũng không chịu nổi, huống chi người khác. Mà chúng ta biết thì chúng ta xử lý nó đúng, nó thông được thì sức khỏe có, nó thông không được đó, chỉ là cái phần của vật chất thôi, mà nó thông không được nó quạo, nó bị táo bón đó, nó ngủ không được, nó quạo nhiều lắm. Vì thế chỉ có bao nhiêu đó thôi mà nó đã ảnh hưởng tới cái tính đến của mình. Và ngược lại đó, trong cái ô nhiễm của tính đến của mình, nó làm biến thái cái sắc pháp này, nó biến đổi. Cho nên hồi nào mà mình buồn đó, hồi nào mình đau khổ đó, mua cái kiến lớn về đứng ngắm coi mình buồn có đẹp không, mình giận có đẹp không, mình đau khổ có đẹp không. Mà nhất là mình muốn tự tử đó, mình cầm dao mình đưa vào trong cổ, mình cắt thử máu nó chảy ra, coi nó có tốt không. Làm thử đi trước khi làm thiền. Tất cả cái đó là hành động của ma quỷ trong tâm. Phải nhận thức cho ra, phải nhìn thấy, phải biết, thì chúng ta mới xa rời được. Cho nên hãy nhớ câu kinh Pháp Cú của Đức Phật nói: không có lửa nào như lửa than, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới si, không có dòng sông nào như án dụng. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả mọi chúng ta đều có đầy đủ phước lành để mà chúng ta làm cho cái ông thánh của chúng ta lúc nào cũng hiện diện. Còn tất cả những con thú này bị bỏ đói, đó là phước lành của chúng ta. Xin cầu nguyện hồng ân tam bảo và chư thiên gia hộ cho chúng ta có đầy đủ phước lành để trí tuệ của chúng ta luôn luôn sáng suốt. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sư, con xin hỏi về tập khí của sư giảng hôm nay. Hôm nay là cái ngày mà sư cô giảng những cái tập khí không có tốt, nhưng mà không phải giảng đầy đủ, giảng một vài cái tập khí thôi. Mà tất cả những cái tập khí này nó đều phát sinh ra cái gốc, là cái gốc gì không sanh. Còn những cái ví dụ này thì rất là ít, và nó không có đầy đủ tất cả những cái tập khí mà chúng sanh có. Cái này chúng ta sẽ còn tập nữa, trở lại rất là nhiều. Bởi vì nó còn lại thì nó là tham sanh si, khi nó đưa ra những cái hiện tượng trong đời sống, lại nói là nó biết hiện rất là đa dạng và nói hoài nó không biết chừng nào hết. Như cái gốc tham sân si đó, trong mỗi chúng ta đều có hết, nhưng mà giới mỗi người nó kiểu là một khác nhau, tính khác nhau, thì cái đó là cái sự đa dạng của nó. Cho nên là những cái tập khí không tốt lắm thì chúng ta sư cô chỉ nói một cái phần rất là ít, rất là đơn giản để chúng ta nhận thức từ những cái đơn giản đó, và từ mình khảo sát nơi mình để mà mình nhận thức rõ thì cái đó đem lại cái lợi ích trong cái con tiến thủ. Cái phần thứ hai con này hỏi
nhau làm trung tâm nhiều người kế bên. Như vậy xin cho hỏi đó là khí tốt hay không tốt, có lợi hay không lợi? Xin cảm ơn. Khi mà trong giờ giải pháp mà có người nói chuyện riêng hoặc là giảng pháp với nhau thì cái đó là một cái tạo khí tốt. Sao? Tại vì cái người giảng là tập trung hết cái vị trí của mình đó để trình bày cho đại chúng dễ. Và đại chúng đó cũng không biết cái tâm vị trí của mình lên lớn để tiếp thu và mang lại lợi ích cho mình. Thì cái người mà còn nói chuyện không biết đó là chuyện gì. Những cái tập kiến mà chúng ta
lớn, ăn cái đường thì nhỏ cái lớn. Mà bây giờ hấp thụ hết thì cứ nói là cho một miếng nước mắm, cái đó là điều mà làm cho các sư cô rất là kinh ngạc. Tại vì bình thường đó là sư bà không bao giờ thấy tại sao mà cứ từ nhỏ tới lớn, chứ không phải là mới tu 10 năm 20 năm mà tu là 60 năm rồi. Như vậy tại sao bây giờ chung lại cho một miếng nước mắm thì cho mà để tới khi hai cái dòng suy nghĩ, người thì nói là cho, người thì nói là không được, và cho đến khi đó là sư bà là định rồi đó, thì cái đó cũng giống là cái quan tâm trong lòng của người tự là cho hai tập. Thì bây giờ chúng ta giải cho hai trường hợp, một trường hợp có thể lúc đó không phải là sư bà. Và trường hợp thứ hai có lẽ là có thể là trong cái lúc mà nó giống như là cái thần kinh nó suy yếu, thì có thể nói như này, cho một cái nước mắm biết cho ai, biết cho ai, xin cho người khác hay cho mình, thì bây giờ nên cho hay là không cho. Cái nhớ cho thì mình nói cái giờ chết mà khao khát như vậy đó, mà mày để nó thì chết khao khát rất là tốt. Chỉ cần bưng cái chén nước mắm lên để mày đây sư bà nước mắm thôi, chỉ có như vậy thôi, chứ sư bà nào đó không được. Mà lúc đó mình lấy một cái cà phê nhỏ mà mình bưng cái miếng trà mà mình để vô trong tay của sư bà, mà mình nói đây là nước mắm thì chắc sư bà không biết, tại vì có ăn mắm đâu. Vậy thì tại sao mình không có bước lên một cái chén nước tương này cái gì đó, hay là mình có nước mắm cháy mình đem lên, hay là nước mắm mặn mình đem lên đi, ở đây nước mắm thì sư bà có ăn không, để coi sư bà trả lời. Nhóm thứ hai đó thì nói rằng là sư bà đã cháy cả đời rồi, bây giờ cuối cùng đó mình nghe theo, biết ai nhập vô mà cho ăn, ăn nhiều quá nghiệp sư bà, cho nên là không cho. Thành ra hai cái nhánh này là trong cái nhà không ngừng. Theo quý vị là chúng ta nên theo ai? Nên theo cái nhánh một hay là nhánh hai? Một. Thành ra chúng ta mềm mại với vấn đề này một chút. Cái vấn đề chay ăn mặn là nó chỉ làm chúng ta tránh cái cộng nghiệp sát thôi, chứ nó không phải là ăn chay ăn mặn có thể đưa đến giải thoát, không phải vậy. Nhớ như vậy đó là cái cách mà để chúng ta đó giảm bớt trong cái cộng nghiệp sát mà thôi. Đây là câu cuối cùng nói là tụ cúng kiến hay đốt kiến thì giảm mặn, xin cho biết có nên đốt để cúng kiến thiện cho bà cho các linh đã cúng hay không. Ở đây đó là sư cô nhớ đã có trả lời rồi, bây giờ hỏi là bởi vì chuyện này nó xảy ra trong cái đời sống và người ta không có giải quyết pháp được, thì thường các giống nó hay sinh cái tiền bạc như vậy. Người ta đặt chỗ người ta đốt cái tiền vàng bạc cái áo, mà người ta cúng không á, người ta đốt tiền bạc tiền cái áo. Vậy bây giờ người ta làm như vậy đó, mình thử đặt câu hỏi xem cái người có nhận được không, có sử dụng được không. Thì cái này không phải là cái trả lời của sư cô,
tiền tiền vàng bạc không thấy dùng cao, không có đã không chỉ nói là không thấy. Vì vậy bây giờ đạo Phật của mình thì sẽ trả lời câu hỏi này là có dùng được không, có nhận được, có dùng được hay không. Khi mà có giống như vậy mà đối với tiền vàng bạc đối với tấm lên thì đây là cái từ
có thần không? Vậy mà khi thấy mẹ mình đó đứt ngồi trên mặt trong đầu đầu chậu thế này nữa, còn có tổn thương không? Ngày mới một cái chén cơm đó, ngày đủ mẹ thì thiên cơm chiều vào đó hả ra thì không có gì, không có cái phước thì không có. Và trong thế cái câu chuyện ngạo vị kể có hai cái có hai vợ chồng nhà đó sống nhau rất là hạnh phúc, nhưng người vợ không có con, còn cái gia đình nhà chồng sợ cái đứa con trai của mình, cái gia đình của mình bị tự tử, cho nên là muốn cưới người khác cho con. Thì cái vợ nó nghe như vậy chắc mới nói với chồng đó, bây giờ anh định đi kiếm một người thiếp, tại vì em không có cái khả năng sinh con cho anh, cho anh em rất là có lỗi, anh cứ đem cái người thiếp về để cái người thiếp này sinh con nối dõi con đường cho anh. Thì cái người chồng nghe như vậy đó, mới kiếm một cái người thiếp đem về. Và khi cái người thiếp này về thì có hai tháng người thiếp này có tin mình, cái người vợ cả hay tin nó buồn lắm, nghĩ rằng khi mà cưới cái người thiếp này về thì chồng mình không biết là cái người thiếp này là bạn nhẹ với mình, bây giờ cái người thiếp này có con như là con trai nữa thì không còn cái gì trong cái gia đình này hết. Nên là người này có cái ý nghĩ xấu, bây giờ làm sao cho cái người thiếp này đỡ hai đi, cho nên bà ta lén trộn cái thuốc và làm cái thứ hai vào trong cái dầm thực của người thiếp. Khi người thiếp bị hư thai là mắng ra khỏi nhà như vậy thì người thiếp rất là tức giận, nó nói rằng tôi là cái người khá mạnh như thế này không thể là hư thai được, như vậy thì có cái ác ý đó cho bị hư thai, nên bây giờ tôi mới lâm vào cái cảnh khó khăn, con này tôi tràn ra ngoài, tôi này ra máu có thể chết được chỉ từ cái người trong đó. Và sau đó cái gia tộc họ đem cái người vợ cả để hỏi ra cái gì là phá thai cái người thiếp này, thì khi ra một cái hội đồng gia tộc như vậy thì người vợ cả rất là sợ, là cái việc là nó đem đến cái hậu quả cực kỳ khó khăn cho người này giấu. Thì khi giấu như vậy thì hội đồng gia tộc nói rằng hãy thề đi, nếu không có làm điều đó thì hãy thề đi. Cái người này mới thề rồi, mà nói rằng nếu có cái ác ý cho cái người kiếp này đó bị thương thai làm chết đứa con thì cho tôi đó còn máu còn hổ còn cái đồ dơ đồ dai đi, con người ta cũng không tin. Thì cái người này bắt buộc phải thề độc tiếp, người này nói đó nếu mà tôi mà làm cái việc độc ác này cho tôi sống buổi sáng đứa con buổi chiều năm đứa con đó thì người đứa con này cũng không đủ tận tự trong cái hành động. Và sau khi thân quả bản chung đó, thì người này đó sinh ra tạo cái loại ngạ quỷ và sáng sanh năm đứa con chiều sanh năm đứa con cũng không thể là thỏa mãn cái bản tử của cái ngạ quỷ này, và ngạ quỷ này chỉ có uống máu của mình thôi. Thì một hôm đó ngạ quỷ này đi trên đường thấy một chị sanh, chị này đã rất là đói khát mới quỳ xuống xin chị Sa Môn này giúp đỡ. Chị Sa Môn này mới hỏi ngạ quỷ đã làm cái điều gì mà ra nổi này, ngạ quỷ kể lại cái tội ác của mình. Và chị Sa Môn này hỏi đó bây giờ ta sẽ làm cái gì để mà tốt nhất cho ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ nói là người chồng của tôi còn sống rất là giàu có, xin Sa Môn đến nói với người chồng biết về cái tình trạng đau khổ của tôi để ông làm cho
xót thương cho cái người vợ cả bất hạnh của mình, cái đem thị trong cái đạo đức mà mở mắt đi để tạo nên cái ác nghiệp, rồi trong sợ hãi thề, cho nên bây giờ dứt dần trong cái đạo đó ra được. Ông ta tạo lòng thương xót cho nên nghe là Sa Môn thiết lòng cái lễ đăng đầy thực thực đi áo sự để cứu dường cho tăng đoàn và hồi hướng cho ngài bị sau đó bị trai tăng hồi hướng thì ngài bị khó khỏi cuộc đời của ngài bị, cho nên là trong đạo Phật không có dạy cho chúng ta là đốt cái gì là gì, cái đó không có ích lợi cho cái người tạo quan cư, và bởi vì họ có thể dừng được, họ không sử dụng được, có thọ được, cho nên hãy gửi đến cái người thông phương pháp, có phương pháp thì thọ được, cho nên là những cái đó quý vị có thể bố thí rồi bản thân mình học hướng đi làm phước thiện để học hướng cứu giúp những nơi người ta đói khổ, người ta không có đầy đủ cái giấc ngủ, không có chỗ ở, không có quần áo để mặc, mà chúng ta trở vào trong đó để học hướng cho cái thân quá cố của mình thì được. Cái thứ hai nữa thì chúng ta cúng dường trái tăng, chúng ta tham gia vào những cái buổi lễ dân hiến để mà cho tất cả những người xuất gia khi thọ nhận cái sự này, thọ nhận trai tăng này, thọ nhận tất cả những cái lễ dân mà chúng ta cúng dường lên cho chúng ta đấy, thì những gì này họ hướng cái phước báo thì những người thân quá cố trong khổ đau chúng ta sẽ thọ nhận được phước báo này và sẽ được những cái thiên cảnh giới những gì đó, để chúng ta không nên đi vào trong cái con đường mà chúng ta vừa tốt nghiệp mà chúng ta không có được phước, mà cái người mà chúng ta chia sẻ cái phước báo đó thì cái người đó cũng không nhận được, cho nên là không nên không chỉ tìm những bản chế áo dân dân, còn những cái gì cần phải cúng thần cúng dâu để cho làm cho những cái dâu này đó nó rời khỏi cái gì các em còn dính chỗ này, ví dụ như trong cuộc đất đó mà dâu nó nhiều quá nó không đi, nó ở lại nó quấy rối, thì có những người người ta cúng người ta cầu nguyện là những cái dâu này đó là về núi về rừng ở để tu, hoặc là vào chùa được thì ta thỉnh, thì có những cái dông á nó đòi phải có những cái thứ đó, thành ra nó không biết, thành ra nó không biết những cái điều đó, có thể thông qua nhà ngoại cảm hoặc là nó nhập vào nó nói như vậy đó. Thì có những người người ta cũng cúng để cho nó vui vẻ mà nó đi, nhưng mà thật sự ra nó không có ích lợi, cho nên cái ích lợi cái chủ chốt nhất á là chúng ta hồi hướng cái phước báo cho cái người thân quá cố chúng ta, cũng như chúng ta hồi hướng phước báo cho những cái chúng sinh bất hạnh đang ở trong cái khổ cảnh, bằng cách chúng ta làm phước thiện, bằng cách chúng ta làm trai tăng, bằng cách chúng ta hộ trì cho Tam Bảo vân vân. Thì tất cả những cái đó khi mà chúng ta tạo được cái phước lành thì chúng ta hồi hướng cho người ăn, chúng ta hồi hướng cho người dương, và bản thân của chúng ta cũng có đầy đủ phước báo. Đó là cái con đường mà đúng pháp chúng ta nên làm. Xin mời tất cả quý vị nghỉ, và sư cô xin chúc cho tất cả quý Phật tử cùng gia quyến của Phật tử một năm mới an lành, một năm mới tiến hóa về tâm linh, một năm mới có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỏi như vậy chúng ta sẽ tỏ sâu mà muốn hỏi hơn.